cả những sai lầm trong đơn xin việc của bạn. Sai lầm thứ nhất mà các bạn hay gặp nhất đó chính là về format. Nhiều bạn nghĩ rằng format tìm kiếm ở trên mạng lúc nào cũng có, hoặc là mình điền vào thì mình chỉ cần trả lời đủ câu hỏi là được. Thì với mình, cái suy nghĩ như vậy là suy nghĩ chưa được đúng lắm. Format bạn tìm trên mạng sẽ rất có nhiều, nhưng bạn hãy chắt lọc ra những format nào mà nó chỉ có 2 trang A4 mà thôi. Cho dù bạn có nhiều thứ để PR nè, nhiều thứ để khoe với mọi người, nhiều thứ muốn chia sẻ, gọi là show off cho tất người nhà tuyển dụng đến cỡ nào chăng nữa, thì đơn xin việc, credential của bạn hãy luôn luôn chỉ dừng ở mức 2 trang A4. Trang A4 đầu tiên mình sẽ nói về sơ yếu lý lịch, có nghĩa là họ, tên, ngày tháng năm sinh, mình đã học ở trường cấp 3 nào, trường đại học nào, trường sen môn nào. Và trong trang A4 thứ hai, trang này mới quan trọng nè, mình sẽ chia làm hai nữa. Một nửa là mình sẽ nói về hard skill, có nghĩa là kỹ năng cứng. Và một nửa còn lại mình sẽ nói về soft skill, có nghĩa là kỹ năng mềm. Hard skill bạn sẽ nói là bạn đã học được cái gì, chứng minh được là ví dụ như là những chứng chỉ bạn đã đạt được. Hoặc là trong CV credential của tiếng Nhật thì mọi người sẽ hãy hỏi về seminar, Jamie đó. Và về mặt soft skill, kỹ năng mềm, thì bạn sẽ nói về điểm mạnh của mình, hoặc là chứng minh những hoạt động ngoại khóa mà bạn đã từng tham gia. Trong lúc bạn làm về đơn xin việc, credential, thì format nó cũng cần, đối với tiếng Nhật thì các bạn phải lưu ý là cái phông chữ ấy, phông size ấy, lúc nào cũng là nằm ở khoảng 9 hoặc là 10, chứ đừng có để lên 11 hoặc 12 nha, vậy sẽ rất là to so với chữ tiếng Nhật. Điểm sai lầm thứ hai mà mọi người hay mắc phải đó chính là lựa chọn chủ đề là điểm mạnh của bản thân mình. Để xác định được điểm mạnh của mình, ghi vào đó, thì các bạn có thể lên mạng search rất là nhiều thông tin. Ví dụ như là ở trên mạng, bạn search cái từ keyword là Chico Bunsiki, nó sẽ ra một list các chỗ mà còn cho bạn cách để mà bạn tự tìm hiểu bản thân, xong rồi sẽ trả về cho bạn một danh sách dài năng các điểm mạnh của bạn. Đối với các bạn nào mà có học qua về cái chương trình tiếng Anh thì các bạn sẽ hiểu, có nghe tới một cái cách tính hay là một cái phương pháp gọi là phương pháp Holland ấy, là cũng chỉ cho bạn tìm ra được ngành nghề phù hợp. Nhưng khi nhà tuyển dụng hỏi bạn Xiaomi của bạn là gì, điểm mạnh của bạn là gì, thì đó không chỉ là điểm mạnh không, mà phải là cái điểm bạn có thể bán được cho nhà tuyển dụng, hay còn gọi là sales points. Mọi người phải phân biệt giữa là sales points và điểm mạnh của mình nhé, strong point. Khi mà bạn nghĩ về cái strong point, cái điểm mạnh của bạn, Xiaomi của các bạn, thì các bạn sẽ có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là loại các bạn thích, Tsukinakoto. Loại thứ hai là loại các bạn giỏi, Tokinakoto. Và loại thứ ba là loại các bạn có tiềm năng để phát triển, Jiyogarukoto. Ba cái điểm này thì khi mà các bạn lựa ấy, thì các bạn có thể thấy là điểm mạnh của mình nằm đâu đó trong ba điểm này. Nhưng để quyết định nó là cái điểm bạn cần đưa vào trong cái Xiaomi viết trong cái đơn xin việc, cái credential, thì còn phải xem xét thêm hai điểm nữa. Điểm thứ nhất là nhà tuyển dụng đang mong muốn tìm gì ở ứng viên. Tại vì cái điểm đó người ta đang tìm thì bạn mới bán được cho người ta mới tuyển bạn chứ. Và cái điều thứ hai là cái điểm gì làm bạn nổi bật hơn các đối thủ của bạn, competitor của bạn. Rất nhiều bạn chỉ dừng tại cái mức là phân tích bản thân thôi. Và mình thấy rất nhiều sách chỉ dừng ở mức là giúp bạn phân tích bản thân đó là bạn là người như thế nào, nhưng mà không giúp bạn làm sao để tìm cái điểm nào mà bán được cho doanh nghiệp, thì người ta mới cảm thấy hứng thú. Và đây chính là một cái điểm sai mà mình thấy không phải là một số bạn, mà rất nhiều sách là chỉ dừng tại mức đó thôi nữa. Vậy thì bây giờ mọi người hãy tưởng tượng nhé, là mình sẽ có ba cái vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất là vòng tròn của bạn, nó bao gồm là điều bạn thích, điều bạn giỏi và điều bạn tiềm năng. Vòng tròn thứ hai mình gọi là vòng tròn mà nhà tuyển dụng đang hướng tới. Vòng tròn nhà tuyển dụng này sẽ gồm có hai ý nhỏ. Ý thứ nhất là những điều người ta mong muốn ở ứng viên. Ý thứ hai đó là văn hóa của doanh nghiệp. Hai vòng tròn này phải tìm được một điểm chung. Và chính cái điểm chung này mới là cái điểm mà mọi người nghĩ là nó có thể đưa vào làm Xiaomi, là điểm mạnh của mọi người. Sau đó, nếu như mà cái điểm chung giữa bạn và doanh nghiệp có một hoặc hai cái,
thì bạn bắt đầu suy nghĩ tới lại là đối thủ của mình có điểm gì và không có điểm gì. Cái điểm nào mà bạn có, đối thủ bạn không có, thì chính xác đó là cái điểm mà bạn cần phải đem ra để đi bán rồi, để đem đi PR cho bạn rồi, chị cô PR đó. Nói về sell point thì có một có hai cách mà mình gợi ý cho mọi người. Nhà tuyển dụng thì rất hay tìm kiếm những ứng viên nào mà khi cái điểm mạnh của họ vừa là điều họ thích, vừa là điều họ có khả năng phát triển, hoặc là điều họ giỏi cộng với việc là điều của họ có khả năng phát triển. Chứ đừng chọn chỉ là họ bạn thích không hay là bạn giỏi không mà không có khả năng phát triển nha. Mọi người để ý thấy là cái nào nó cũng quan trọng ở cái phần tiềm năng cả, gọi là potential. Bạn phải có tiềm năng phát triển thì nhà tuyển dụng mới cảm thấy hứng thú. Cái điểm thứ hai mà nhà tuyển dụng hay lựa chọn đó là ba tính cách sau ở ứng viên. Tính cách thứ nhất là khả năng giao tiếp. Cái này có thể nó vừa nói là tính cách mà vừa nói là khả năng của bạn. Cái này thì có thể là bạn nào mà hướng ngoại như mình nè, thích nói thì cũng có thể là thích. Và bạn nào mà có khả năng communication skill ấy, khả năng giao tiếp ấy, thì cái này cũng có thể là tột quỵ cái điểm mà bạn giỏi. Và đây từ cái vừa là điểm thích và vì điểm bạn giỏi nè, thì có thể là bạn có tiềm năng để phát triển hơn nữa. Đây là một trong những tính cách và những yếu tố mà đa số các nhà tuyển dụng đang tìm ở ứng viên. Cái tính cách thứ hai mà các nhà tuyển dụng thường tìm ở ứng viên đó là tính độc lập. Có nghĩa là bạn có thể ra quyết định một cách độc lập, làm việc một cách độc lập, không phụ thuộc vào ai. Và cái yếu tố cuối cùng mà các nhà doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng hay nhắm đến là cái tính thử thách. Bởi vì họ luôn tìm những người trẻ mong muốn có được cái cơ hội thử thách, cơ hội trải nghiệm, cơ hội vượt qua bản thân của mình nhiều hơn để tương lai đất nước mà. Cho nên là mình phải tập trung vào ba điểm này nhé, để mình lựa ra được cái điểm sell point chứ không phải là điểm strong point, điểm mạnh đâu, phải là điểm nào bán được cơ. Điểm thứ ba mà mình thấy mọi người hay mắc phải đó chính là các điều bạn ghi ở trong các phần mà PR hay là phần resume hay là phần điểm mạnh của mình thì nó không đồng nhất, không thống nhất với nhau, tạo ra một hình ảnh chung về bạn mà mình hay gọi là tạo ra vũ trụ bản thân. Tức là cái vũ trụ đó nó phải có một cái lõi, và cái lõi duy nhất đó là bạn. Cái lõi đó phải thống nhất từ đầu chí cuối. Giống như trái đất thì nó có tâm trái đất và nó chỉ quay xung quanh cái tâm trái đất thôi, chứ nó không đi lung tung. Rất nhiều bạn gọi là hơi tham, bạn rất muốn là giới thiệu bản thân, PR bản thân rất nhiều thứ, nhưng vô tình khi bạn đưa cho người khác thông tin quá nhiều, làm cho người ta không hiểu được cái hình ảnh đặc trưng về con người của bạn là gì. Mình đồng ý là mỗi con người sẽ có rất là nhiều cái tính cách trái ngược nhau, đồng thời cũng có rất nhiều bạn rất giỏi, thích làm nhiều việc trái ngược nhau. Nhưng mà đây không phải thời điểm mà bạn đưa ra tất cả những cái yếu tố đó cho nhà tuyển dụng. Bạn chỉ cần đưa yếu tố nào mà đồng nhất với con người của bạn và xây dựng được một cái hình ảnh mà nhà tuyển dụng mong muốn. Cái sai lầm này mà khi mà bạn mắc phải rất dễ làm cho bạn bị rớt ở vòng phỏng vấn. Tại vì sao? Rất nhiều bạn làm cho nhà tuyển dụng hiểu về một con người nào đó dựa trên credential, dựa trên đơn xin việc của bạn. Nhưng khi bạn phỏng vấn lại ra thành một con người hoàn toàn khác. Và mọi người có thể theo như một thống kê mà mình đã từng đọc thì có tới gần như 50% số lượng người rớt là tại vì cái image mà họ xây dựng tại đơn xin việc và cái hình ảnh mà họ xuất hiện tại cái lúc mà phỏng vấn hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên nhà tuyển dụng mới đánh rớt đó. Vì vậy mình khuyên mọi người là khi mọi người viết bất kỳ một thông tin nào thì mọi người phải xác định cho mình là nó có hợp với cái tâm vũ trụ mà bạn đã đặt ra hay không. Và nó chỉ có tác dụng là hỗ trợ làm cho cái tâm nó trở nên đẹp hơn, phát sáng hơn mà thôi. Chứ đừng đưa quá nhiều thông tin gây nhiễu, gây loãng dành cho nhà tuyển dụng nha. Sai lầm thứ tư mà mọi người hay mắc phải đó là các bạn không sử dụng hoặc là sử dụng không đúng từ keyword trong tiếng Nhật. Keyword có nghĩa là từ quan trọng á, từ mà người ta bắt vô là người ta hiểu được cái câu chuyện, hay là người ta những cái từ mà người ta hay để ý đến các bạn. Đây cũng là một trong cái kỹ năng mà mình đã nói trong cái phần technical writing skill. Đây, mọi người có thể tham khảo cái video ở đây nhé. Làm sao mà trong câu văn của mình hay là trong cái đơn xin việc cần những từ keyword này? Vì mình sẽ nói thẳng cho các bạn luôn là bây giờ cái công nghệ thời đại bây giờ AI nó đã phát triển rồi, công nghệ khoa học rất phát triển rồi, bạn nghĩ là đơn xin việc của bạn sẽ được tất cả mọi người đọc, xong rồi 1,000 mấy trăm bạn, 100 mấy chục ngàn bạn, xong rồi tất cả mọi sẽ có người ngồi đọc cái đơn xin việc của bạn rồi phân loại ư?
Không, nó sẽ đọc bằng máy, nó sẽ đọc bằng một cái hệ thống nào đó, và hệ thống đó sẽ chỉ có scanning hoặc skimming, có nghĩa là lướt và lọc ấy, những từ khóa keyword để lọc ra là cái đơn xin việc của bạn phù hợp hay không, mức độ phù hợp là bao nhiêu, mức độ matching là bao nhiêu, sau đó mới gửi cho nhà cho doanh nghiệp. Và tất cả những cái web agent hiện tại bạn đang giờ cũng đang đã đang xài những cái chức năng như vậy. Vậy thì khi đơn xin việc của bạn không xài và không đưa ra đúng những keyword mà người ta có trong, gọi là cái trong cái thư viện của người ta, thì đơn xin việc của bạn sẽ bị đánh giá thấp đi. Vậy thì làm sao để tìm ra được keyword từ khóa đúng với những gì bạn mong muốn? Mình giới thiệu cho các bạn một cuốn sách. Cuốn sách này nó được gọi là Shusoku Katsudo no Kamisama, có nghĩa là thánh của xin việc làm đó mọi người. Cuốn này có khoảng 1.000 từ. Trong cái cuốn này mình thấy rất là hay, bởi vì họ sẽ chia ra cho các bạn những cái kỹ năng, những cái từ nào mà có liên quan đến kỹ năng. Ví dụ như hồi nãy mình có nói đến cái việc mà làm việc độc lập nè, hay là kỹ năng giao tiếp này, communication, nội lực cư, hoặc là kỹ năng làm thử thách đấy, nó đều có ở đây. Không những thế thì nó sẽ phân tích ra cho các bạn luôn là những cái yokai, những cái ngành nghề nào đang mình nên sử dụng keyword nào ha. Đây một ví dụ cho các bạn. Ở đây thì họ sẽ có từ keyword, sau đó họ sẽ giải thích cho các bạn cách point và cho bạn ví dụ để sử dụng. Đồng thời họ cũng sẽ cho bạn những từ khóa liên quan. Vậy thì nếu như các bạn nào đã tìm ra được cái sell point của mình rồi, hãy tham khảo cuốn sách này để tìm ra được một keyword phù hợp. Còn bạn nào mà chưa tìm ra được cái sell point của mình thì bạn cũng có thể tham khảo cuốn sách này để tìm ra là doanh nghiệp hoặc là cái ngành nghề mình đang hướng tới, ví dụ như là consultant nè, hay là maker nè, hay là showgirl nè, rất nhiều ha, thà cư rất nhiều nha. Bạn hãy tham khảo cuốn sách này, tìm ra những keyword mà họ có thể hoặc là thường xuyên sử dụng, từ đó mình bọc ngược lại hỏi mình là ồ, mình có cái điểm mạnh này không, đây có thể là điểm sell point của mình hay không nha. Điểm sai lầm thứ năm mà mình hay thấy mọi người gặp phải đó là các bạn viết không theo một logic nhất định nào cả. Điều này mình đã có giải thích ở trong một video khác gọi là Logical Writing Skill, mình sẽ để link ở bên này hoặc bên này gì đó, mọi người có thể xem lại. Ở trong phần Logical Writing Skill mình có giới thiệu cho mọi người một cái framework để mà mình có thể viết được logic, đó gọi là 5W2H. Đối với đơn xin việc và entry sheet thì các bạn hãy xem lại phần này và đảm bảo khi các bạn viết một phần nào đó, hãy cho mình câu trả lời rõ ràng cho 5W2H. Bởi vì khi bạn viết không logic, cho dù bạn đưa ra những yếu tố có phần hỗ trợ làm đẹp hơn, làm sáng hơn cái vũ trụ bạn ở trong đó, nhưng bởi vì bạn đưa quá lung tung thì thành ra người ta cảm thấy là người ta cũng khó hiểu và người ta không hiểu được. Bản thân mình đã xem một số CV của các bạn và các bạn viết đang thiếu logic rất nhiều. Ví dụ như ý lặp lại nè, hoặc là không đưa ra được cái kết quả mà phía người tuyển dụng đang mong muốn đạt được. Đó, bạn trả lời nhưng mà nó chưa đến thì người ta sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng. Chúc các bạn thành công và tất sửa được tất cả những cái điểm sai lầm ở trong sổ đơn xin việc của mình để trở nên có nhiều cơ hội hơn. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.